Hường biết chào thuyền không? Em không. Món này em Nó không. nóng mùi đi. Ôi, khô thế. Nó khô thế Tuấn ơi. Ê, mùi chắc là bọ này. Anh ngắm lệch này. Tối lại là đống xôi củ. Anh đổ thẳng ra chậu, anh bò ở chậu ấy. Rồi. Đổ ra chậu vỡ đi không? Đổ thẳng ra chậu. Bạn này chắc thật. Đặt luôn trong chậu lấy gì đặt không? Mẹ của anh Tuấn bao giờ phải có giỏi à? Có giỏi cả béo được mùi thế này lại cắm trắng nữa ấy mà rồi mầm hôm mình ngoài hồ chưa vét trắng trắng nó ăn bình thường chứng tỏ hút mẹ này của anh Tuấn phải lâu lắm rồi đấy nhỉ. Bữa hôm qua rủ thì mình đi. Bỏ đây anh nắm đã. Muốn tới đây. Cao thế. Dây nuôi cái hoàng này cột điện. Thằng cột điện. Đây cũng mật. Ở đây mật. Mẹ ăn cái khí được mà cái trái được bạn. Biết bơi không ạ? Biết bơi. Ra một mình là thuyền thì mình nhắm lục lôi lên nha. Chỗ này đừng không ngập đầu anh đâu rồi. Nhắm đi phải nhắm vào mồm ấy. Khóa máy vào ấy ạ. Khóa điện lên ạ. Không, anh... là... Ừ, anh Tuấn đi đâu rồi? Ừ, ở đây rồi. Bơi giò giò thế. Anh được hai con trôi trắng cả hai chồng trắng trắng đen á. Bây giờ đây mà so với cả đây thì gần lắm, ngay bờ. Và trông với tôi phải ba tầm cần thẳng anh ngồi kia vụt ra.
Không, anh ngồi đây này. Ngồi thẳng ra đây. Nắng. Tí nữa trôi mát như chỗ này mà. Tao đã đâu nhỉ? Đấy, ở dưới ngay tay anh, à? Tay phải anh. Anh đè vào rồi. Anh đè vào thuyền vào rồi. Đấy, sau rồi, sau. Đấy. Đấy, chỗ cái que mới chỉ. Đấy, ngay tay anh. Đấy, anh bơi. Đấy, nổi lên nè. Lâu ngày không bơi cuống hay sao? Quan trọng nhất là khâu thả lưới. Đây là nếu mà cẩn thận phải nhảy xuống mò xem dưới đáy là có cái gì không đấy. Đào lấy một cái hố sâu sâu. Dân thả bình chuyên nghiệp ấy. Nón gió trôi anh. Anh giữ nguyên đấy, đừng kéo nữa. Anh cứ để thả đấy đi, không cần phải chỉnh đâu, cứ thả nguyên đấy là tí nữa là chuẩn nổ. Tí nữa là vỡ ra rồi. Xốp gió nó lên cái gió thổi chua ngay. Đáng chậu đi anh. Còn chậu, còn chậu nữa. Ngồi mẹ lên. Phao rồi chú ạ. Phao thì thụt lên thụt xuống, phòi cả củ rồi. Anh đổ luôn này đi. Rồi, thôi. Hai cân nhộng ong nhiều lắm.
ra nó trở lên thì con châu Phi. Xong đó, thế xốp lên được bao luôn. Xốp có mùi đấy, xốp cả ngoài phao kìa, anh thả lung tung. Xốp nổi cả bên trái cả cái ổ này, ổ to. Khoan mạ. Anh thả kiểu gì nó lăn ra cả ngoài. Mẹ. Chắc anh thả mấy cúc đè lên nhau nó lăn ra ngoài. Đây, cả ngoài cả trong đều có. Cúc đều lên. À, cúc lên. Anh thả mấy chục phân mà. Thứ này làm chục phân chân trắng đây thì mai anh Tuấn lại đổi thứ này. Cần luôn nè. Cần kiếp ổ ngon chưa? Em móm vỡ mồm chó này nhá. Cả hồ mỗi được cu em được cả móm tất. Được mỗi con chép giỏi, hai con chép bé tí bàn tay. Còn thua móm. Hồ câu 3 lít đấy, tiền mồi nó lít, nó 4 lít đấy. Để ăn thua anh em ạ. Không bằng hồ câu 1 lít. Đây, hưởng đẹp trai nhá. Chiu chiu. Móm, vỡ mồm chó.